quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Các cơ sở hiện đang đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn hàng dự trữ, đảm bảo cung ứng tốt nhất hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này tại các địa phương, một lượng hàng hóa lớn đã được các doanh nghiệp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Dịp Tết Nguyên đán thường là thời điểm kinh doanh tốt nhất trong năm. Nhiều doanh nghiệp phải tăng ca sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường, nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng, với gần 40 năm xây dựng và phát triển, để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đưa ra thị trường 5 triệu sản phẩm các loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, sửa sang, trang hoàng nhà cửa với mẫu mã đa dạng, phong phú, chất lượng cao nhưng giá thành không tăng. Từ giữa năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành các việc đầu tư nâng cấp kho bãi, tăng quy mô diện tích nhà máy lên 80.000 m2, cải tiến và trang bị mới các loại máy móc nhập khẩu công nghệ mới từ nước ngoài nhằm tăng năng lực sản xuất, để mỗi khi sản phẩm đưa ra thị trường không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, tính năng tiện ích, đáp ứng những tiêu chí khắt khe của người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã chuẩn hóa hệ thống phân phối, mở thêm điểm bán hàng nhằm tăng độ phủ và kết nối gần hơn với người tiêu dùng để họ dễ dàng sắm sửa nội thất, trang hoàng nhà cửa dịp Tết. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đang có hơn 20.000 cửa hàng, điểm bán hàng sản phẩm trên toàn quốc, chủ động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, kể cả những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ngoài việc mua hàng trực tiếp tại hệ thống các cửa hàng đại lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng còn có thể mua hàng trực tuyến tại website các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, v.v. với nhiều chương trình trải nghiệm khi mua sắm. Với cái kinh nghiệm gần 40 năm cho cái ngành hàng nội ngoại thất, inox nhựa, chúng tôi rất là hiểu rõ về thị trường. Mùa Tết nó sẽ tăng rất là cao và có thể là đột biến. Thì năm này thì chúng tôi cũng đã tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm mới và thay đổi rất là nhiều về mẫu mã, kiểu dáng và hình ảnh và màu sắc để tăng cái nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng. Còn về cái kênh bán hàng trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng chủ động đưa hàng hóa về đại lý, về nhà phân phối để chúng chuẩn bị tốt nhất phục vụ cho người tiêu dùng trong mùa Tết, tránh cái việc mà bị động. Nằm trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, năm nay bên cạnh các sản phẩm truyền thống, công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki đã đưa ra thị trường những sản phẩm hộp quà Tết trang nhã, đẹp mắt, được kết hợp với những sản phẩm khác để có sự đa dạng. Những giỏ quà Tết đã có mặt tại tất cả các kênh mua sắm, hệ thống siêu thị BRG Mart, Coop Mart. Các sản phẩm cũng đồng thời được bày bán tại nhiều cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc với nhiều chương trình kích cầu mua sắm nhằm giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc lựa chọn, tìm mua sản phẩm bánh kẹo phục vụ Tết. Dù chịu ảnh hưởng về biến động kinh tế thế giới và giá cả nguyên vật liệu sản xuất có chiều hướng tăng, nhưng các sản phẩm của doanh nghiệp này vẫn có mức giá ổn định vì được thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng. Thì năm nay thì Hải Hà Kotobuki đã sản xuất ra hàng nghìn tấn bánh mứt kẹo, sô-cô-la các loại để phục vụ nhu cầu của khách hàng thông qua các hệ thống kênh phân phối, về hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Nhìn chung thì năm nay cái tình hình sau cái đại dịch Covid thì hiện nay là cái thị trường đã ổn định và cái nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết, bánh kẹo nói riêng cùng với cái thị trường hàng hóa nói chung thì đã sôi động và dự kiến là đang các cái nhãn hàng cũng như là ngành bánh kẹo là có cái sự tăng trưởng cũng như là từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Để phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu An Thuận Phát, đơn vị chuyên cung cấp các loại nông sản, sản phẩm chủ chốt là hạt điều chế biến phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường sắm Tết, doanh nghiệp đã lên kế hoạch đưa ra thị trường hàng ngàn tấn hạt điều các loại đã qua chế biến thông qua hệ thống phân phối là các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các thành phố lớn trên cả nước. Mặc dù thị trường có thể biến động, nhưng do chuẩn bị được nguồn nguyên liệu từ trước nên giá bán các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ không tăng.
Bước vào quý 2 của 2022 trở về đây thì công ty đã có những chiến lược tích trữ hàng như điều thô sơ là số lượng hàng hơn 3.100 tấn bắt đầu từ đầu tháng 8 trở về đây để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Bước sang 2023, công ty An Thuận Phát đã có kế hoạch và chiến lược đầu tư để làm sao ổn định được nguồn hàng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán và làm sao để không tăng giá cả theo thị trường đột biến của năm 2023 này. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương năm nay, với thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán gần nhau, nhu cầu mua sắm Tết được dự báo không tăng đột biến. Các doanh nghiệp trên cả nước đã tích cực chuẩn bị chu đáo nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, hệ thống phân phối phủ rộng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay sẽ ổn định, khó xảy ra tình trạng biến động về giá.